Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, mới đây cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng bản thân ông muốn tái tranh luận với ông chủ Nhà Trắng Joe Biden ngay trong tuần này và cùng đấu một trận golf. Tờ The Hill đưa tin, hôm 9 tháng 7, ông Trump trước hàng ngàn người ủng hộ ở thành phố Durham thuộc bang Florida đã kêu gọi Tổng thống Biden hãy tái tranh luận ngay trong tuần này và gọi đó là cơ hội để ông chủ Nhà Trắng tự chuộc lỗi. Ông Trump dõng dạc tuyên bố, "Tôi chính thức đề nghị ông Joe Biden hãy tự chuộc lỗi trước toàn thế giới. Hãy tổ chức một cuộc tranh luận ngay trong tuần này để ông Joe có thể chứng tỏ với tất cả mọi người trên thế giới rằng ông ấy có đủ tố chất để trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng lần này, hãy là cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông, không người điều hành cuộc tranh luận, cũng không bị cấm đoán ngôn từ. Ông ấy chỉ cần nêu địa điểm, bất cứ nơi nào và bất cứ thời điểm nào." Ông Trump sau đó đã đề cập tới một phần nội dung cuộc tranh luận vào tháng trước về kỹ năng chơi golf của bản thân ông và ông Biden. Ông Trump nói thêm, "Đó là lý do tại sao tối nay tôi cũng chính thức thách đấu ông Joe Biden trong một trận đấu golf 18 lỗ. Trận đấu sẽ tổ chức trên sân golf của tôi ở thành phố Durham và được truyền hình trực tiếp." Theo tờ The Hill, những tuyên bố về việc tổ chức tái tranh luận ngay trong tuần này được ông Donald Trump đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden gần đây liên tục phải đối mặt với áp lực khi một nhóm nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân Chủ yêu cầu ông nên rời khỏi cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ trong năm nay. Thưa quý vị, ba nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ cho biết họ bị ngợp bởi hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi khi đảng này đang tìm cách giảm bớt hậu quả từ cuộc tranh luận thảm hại của Tổng thống Mỹ Joe Biden và xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các nghị sĩ giấu tên mô tả tâm trạng sốt ruột trong cuộc họp kín của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Trong đó, Tổng thống Biden thừa nhận, giai đoạn tiếp theo rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử khi ông phải đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ bỏ cuộc đua. Một thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện nói trong chương trình The Lead của CNN, điện thoại không ngừng đổ chuông, ai cũng nói về chuyện đó, nhắc đến các cuộc thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm của ông Biden ngày càng sụt giảm và nỗi lo việc ông Biden đại diện cho đảng có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đua nhằm giúp Đảng Dân Chủ giành lại Hạ viện. Một thành viên khác của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện cho biết, một trong những câu trả lời của ông Biden trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump hôm 27 tháng 6 kết thúc bằng sự im lặng bối rối đã gây thất vọng nghiêm trọng. Nghị sĩ thứ ba của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện cho biết, nhiều người trong đảng tin lời khẳng định của Nhà Trắng và nhóm hỗ trợ tranh cử rằng Tổng thống Biden vẫn khỏe mạnh cho đến khi họ theo dõi cuộc tranh luận này. Thành viên đầu tiên cho biết, Đảng Dân Chủ đang bị chia rẽ giữa việc tiếp tục ủng hộ ông Biden hay đưa Phó Tổng thống Kamala Harris lên làm ứng cử viên của đảng. Có vẻ những người có quan hệ thân thiết với ông Biden đều muốn tiếp tục ủng hộ ông. Một số nguồn tin cho biết bà Kamala Harris có phải là lựa chọn tốt nhất của đảng hay không vẫn còn là một câu hỏi. Vị nghị sĩ này nói, tôi chỉ muốn đánh bại ông Trump và tôi không nghĩ Tổng thống Joe Biden có thể làm được điều này. Nghị sĩ bang Washington Mary Glusenka Perez nói rằng bà tin Tổng thống Biden sẽ thua nhưng không kêu gọi ông bỏ cuộc. Khi được hỏi liệu ông Biden có nên tiếp tục tham gia vào cuộc đua hay không, bà Glusenka Perez nói, khoảng 50 triệu người dân Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận đó. Tôi là một trong số họ và đã có khoảng 5 phút vô cùng đau đớn. Tất cả chúng ta đều đã thấy những gì mà chúng ta đã thấy. Bạn không thể xóa bỏ điều đó. Và sự thật, tôi nghĩ ông Biden sẽ thua ông Trump. Tôi biết điều đó thật khó khăn, nhưng tôi nghĩ cuộc tranh luận đó đã gây thiệt hại. Khi được hỏi về những lo ngại của Đảng Dân Chủ, bà Lauren Heath, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, Tổng thống đã nói chuyện riêng với nhiều quan chức trong Quốc hội và các bang chiến trường kể từ sau cuộc tranh luận đó. Hạ nghị sĩ Susan Delbene, một thành viên của Đảng Dân Chủ ở bang Washington, chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội của Đảng Dân Chủ, vẫn nhấn mạnh sự ủng hộ của bà dành cho Tổng thống Biden. Sự rủi ro mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc bầu cử này là cực kỳ cao. Điều đó không thay đổi sau tuần trước. Sự lựa chọn vào tháng 11 này rất rõ ràng. Đảng Dân Chủ muốn quản trị có trách nhiệm so với Đảng Cộng Hòa cực đoan, bị ám ảnh bởi việc giảm thuế cho các tỷ phú, hạn chế quyền tự do sinh sản và bảo vệ các cuộc tấn công của ông Trump nhằm vào nền dân chủ của chúng ta. Thưa quý vị, màn tranh luận lép vế so với ông Trump của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước đã gây chấn động khắp Đảng Dân Chủ và đặt ra câu hỏi ai có thể làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ nếu ông rút lui.
Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, cho tới khi được Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2024 thông qua, thì ông mới chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng. Theo tờ The Guardian, không có cơ chế chính thức nào loại bỏ tư cách ứng viên Tổng thống của ông Biden, ngoại trừ việc ông tự rút lui và sau đó các đảng viên Dân Chủ sẽ đề cử một ứng viên mới tại Đại hội Toàn quốc của Đảng. Sẽ diễn ra ở Chicago từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8. Hãng BBC nhận định, dù khó có khả năng Tổng thống Joe Biden rút lui, song nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một cơn ác mộng về hậu cần và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến giữa các đảng viên Dân Chủ khi chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày bầu cử. Nếu Tổng thống Biden rút lui, ông có thể chỉ định ai đó, có thể là Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên ưa thích. Điều này có tác động đến các đại biểu dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nhưng nó không mang tính ràng buộc. Bà Harris, người đã có tên trên phiếu bầu Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ, là một sự lựa chọn hiển nhiên để thay thế ông Biden. Nhà nữ lãnh đạo này đã được công nhận tên tuổi với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kỳ Phó Tổng thống, tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với bà không cao. Theo kết quả thăm dò trung bình do 538 theo dõi, 49% người Mỹ không tán thành bà Harris, trong khi chỉ có 39% tán thành. Bà Gretchen Whitmer, thống đốc bang Michigan trong hai nhiệm kỳ, là đảng viên Dân Chủ ở vùng Trung Tây. Người phụ nữ 52 tuổi này đã nằm trong danh sách rút gọn các ứng viên phó tổng thống năm 2020. Bà hiện rất nổi tiếng và được nhiều chuyên gia suy đoán sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028. Trước đây, bà Whitmer từng vận động cho tổng thống Biden. Bà ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn, bãi bỏ lệnh cấm phá thai. Thống đốc California Gavin Newsom là một trong những người đại diện quyết liệt nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông thường xuyên xuất hiện trên các mạng tin tức ca ngợi ông Biden. Tuy nhiên, ông Newsom cũng có tham vọng chính trị của riêng mình. Ông thường được liệt vào danh sách ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2028. Và hiện giờ nhiều chuyên gia của Đảng Dân Chủ cho rằng ông có nhiều khả năng sẽ thay thế ông Biden. Ông Pete Buttigieg có tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ. Ông từng tranh cử Tổng thống năm 2020 và thường được ca ngợi là một trong những người giao tiếp giỏi nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Ông Buttigieg đã giải quyết một số cuộc khủng hoảng công khai trong thời gian làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải, như vụ sập cầu Baltimore và cuộc khủng hoảng lịch trình của Southwest Airlines vào năm 2022. Ngoài các nhân vật được đề cập phía trên, vẫn còn một số ứng viên tiềm năng khác. Đó là thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, người đang rất được chú ý sau khi tái đắc cử vào năm ngoái tại một bang rất bảo thủ. Thống đốc Maryland Westmore đã nhận được sự chú ý đáng kể trong những tháng gần đây sau vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore. Các thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và Cory Booker thường được nhắc đến vì đã tranh cử tổng thống và được một số đảng viên Đảng Dân Chủ công nhận tên tuổi. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang bảo vệ Tổng thống Joe Biden một cách mạnh mẽ, nhưng nhiều đảng viên Dân Chủ cũng đang coi bà là phương án dự phòng tốt nhất của họ. Theo tờ Wall Street Journal, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang phải vật lộn với hậu quả từ cuộc tranh luận của ông với cựu Tổng thống Donald Trump, ngày càng có nhiều đảng viên Dân Chủ cả công khai và riêng tư đề xuất rằng Phó Tổng thống Kamala Harris là người thay thế khả thi duy nhất nếu ông Biden rút lui khỏi cuộc đua tranh cử. Tổng thống Biden đã nhấn mạnh rằng ông sẽ không rút lui, lập luận rằng mình đang ở vị thế tốt nhất để đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Nhưng Đảng Dân Chủ vẫn đang cân nhắc các khả năng phía trước, bao gồm cả viễn cảnh, để đề cử người thay thế nếu ông Biden, 81 tuổi, không thể vượt qua sự hoài nghi ngày càng gia tăng từ các nhà tài trợ, các chiến lược gia của Đảng và một số nhà lập pháp Dân Chủ về tương lai chính trị của ông. Những lo ngại đó đã thu hút sự chú ý trở lại vào bà Kamala Harris, rằng liệu bà có thể đối đầu tốt hơn với ông Trump, 78 tuổi hay không so với ông Biden. Một tài liệu ủng hộ bà Harris, 59 tuổi, được viết bởi các nhân viên cấp cao của Đảng Dân Chủ đang lưu hành trong đảng này. Theo một bản sao mà tờ Wall Street Journal có được, tài liệu này đã lập luận rằng bà Harris là giải pháp thực tế duy nhất để thoát khỏi mớ hỗn độn này.
trong khi các đảng viên dân chủ nổi bật khác có thể chạy đua giành đề cử, ngay cả khi ông Biden nhường bước và ủng hộ bà Harris. Một số người trong đảng đang cảnh báo về hậu quả của việc bỏ qua nữ tổng thống đầu tiên và phó tổng thống da đen đầu tiên. Al Sharpton, nhà lãnh đạo về nhân quyền và là một đảng viên dân chủ cho biết, bà Harris là người được ủng hộ rất rõ ràng và có tiếng nói trong chính quyền này. Bà ấy là một đảng viên dân chủ trung thành. Tôi nghĩ câu hỏi đặt ra là liệu đảng dân chủ có trung thành với phụ nữ và trung thành với người da màu hay không? Những người đã trung thành với họ mà bà ấy là tượng trưng. Kể từ sau cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden, bà Kamala Harris đã trở thành một trong những người bảo vệ ông Biden mạnh mẽ, nếu không muốn nói là lớn nhất. Bà đã lên sóng trên kênh CNN không lâu sau khi ông Biden và ông Trump rời khỏi cuộc tranh luận, nói rằng một màn trình diễn tệ hại không thể lấn át những gì mà bà gọi là một nhiệm kỳ tổng thống thành công của ông Biden. Đó là lập trường mà những đảng viên dân chủ khác sau này đang sử dụng để bảo vệ tổng thống Biden và đến nay bao gồm cả chính ông. Tổng thống Biden phát biểu vào cuối tuần trước trong một điểm dừng chân vận động tranh cử. Tôi sẽ không để một cuộc tranh luận kéo dài 90 phút xóa bỏ bàn nằm rưỡi làm việc. Nhưng gần như ngay sau cuộc tranh luận, các nhà tài trợ và nhà lập pháp dân chủ đã lo lắng về việc liệu ông Biden có nên bị thay thế trong danh sách ứng cử hay không. Sau đó, những lo ngại đó đã lan ra công chúng, với ít nhất hai nghị sĩ công khai kêu gọi ông Biden rút khỏi đề cử. Một số đảng viên dân chủ lập luận rằng, ngoài việc tên tuổi của bà Harris được biết đến nhiều hơn so với các ứng cử viên tiềm năng khác, bà sẽ có vị thế độc nhất để kế thừa ngân quỹ chiến dịch tranh cử của ông Biden và tạo nên sự chuyển giao liền mạch nhất. Một cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal được thực hiện sau cuộc tranh luận cho thấy 80% cử tri tin rằng ông Biden đã quá già để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, tăng so với mức 73% trong cuộc thăm dò hồi tháng 2. Gần 3/4 số người theo đảng Dân Chủ có cái nhìn tích cực về bà Harris, so với 21% có cái nhìn không tích cực về bà. Trong số những cử tri da đen, 58% có cái nhìn tích cực về bà so với 32% có cái nhìn không tích cực. Và trong số những cử tri trẻ tuổi, khoảng 1/3 có cái nhìn tích cực về bà Harris so với 60% không tích cực. Nếu ông Biden từ bỏ nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, khả năng Tổng thống ủng hộ bà Harris có thể làm tăng đáng kể cơ hội. Kịch bản như vậy sẽ đánh dấu đỉnh điểm của khoảnh khắc được mong đợi từ lâu kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống lớn tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức vào năm 2021. Cựu nghị sĩ Tim Ryan, đảng viên Đảng Dân Chủ ở bang Ohio, người đã công khai kêu gọi bà Harris thay thế ông Biden làm ứng cử viên Tổng thống của đảng cho biết, mọi người đang tìm kiếm một thế hệ lãnh đạo mới và chúng ta có một phó tổng thống rất thành công. Với tôi, việc trao cho bà ấy cơ hội là rất có ý nghĩa.